Có thể nói nếu xét thực tế về chuyên môn thì Cộng hòa dân chủ Triều Tiên vẫn là đội bóng mạnh hơn so với cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên trong một trận bóng đá cụ thể thì tỷ số có thể được quyết định bởi nhiều yếu tố. Cầu thủ Việt Nam hiện nay có một dàn cầu thủ pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ đang rất hưng phấn trong chiến dịch chuẩn bị cho giải bóng đá Đông Nam Á. Ngày hôm nay các trợ lý của trọng tài Pesri Mongonchan gồm có Sitisuk và Anuvat. Trọng tài thứ tư là một người Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Châu. Nguyễn Ngọc Châu là trọng tài xuất sắc của mùa giải V-League 2016. Ngọc Châu là trọng tài của Bình Dương, đã có rất nhiều tiến bộ thời gian qua. Ngày hôm nay giám sát trận đấu là ông Nguyễn Thanh Hà. Khán giả vẫn đang vào sân mỗi lúc một đông. Thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay rất lý tưởng. Lê Công Vinh chính là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Trong đó thủ quân của đội Triều Tiên là Ri Yong-jik, thủ môn mang áo số 1. Công Vinh ngày hôm nay cũng thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm. Trong buổi họp báo trước khi diễn ra trận đấu, Lê Công Vinh đã nói rằng đội Việt Nam đang có một lứa cầu thủ tốt, có thể nói là không kém gì so với thế hệ đã chinh phục giải bóng đá Đông Nam Á năm 2008. Trong quá khứ, Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên đã từng 2 lần dự vào chung kết World Cup, đó là vào các năm 1966 và 2010. Ở World Cup năm 1966 thì Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên đã xuất sắc, lọt vào đến vòng tứ kết, chỉ chịu thua Bồ Đào Nha của Eusebio huyền thoại. Trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết, các cầu thủ Triều Tiên dẫn trước 3-0. Sau đó thì Eusebio đã ghi 4 bàn, góp phần vào cuộc lội ngược dòng với tỷ số 5-3 cho Bồ Đào Nha. Cách đây 6 năm tại Nam Phi, Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên một lần nữa góp mặt. Tuy nhiên họ đã không thể vượt qua được vòng đấu bảng khi ở cùng bảng với những đội rất mạnh gồm có Brazil, Bồ Đào Nha và bờ biển Nga. Ở hiệp 1 của trận đấu, đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phải màn hình nhỏ các bạn. Theo quan sát của chúng tôi thì các đội Việt Nam xuất phát với sơ chiến thuật 4-1-4-1. Trong cầu môn là thủ môn Nguyễn Mạnh, Đình Luật và Quế Ngọc Hải là cặp trung vệ. Văn Thanh và Đình Đồng là bộ đôi hậu vệ biên. Ngô Hoàng Thịnh thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ. Bộ đôi tiền vệ tấn công là Tuấn Anh và Xuân Trường. Đinh Thanh Trung và Văn Toàn là cặp tấn công viên và Lê Công Vinh thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm. Hiệp một trận đấu giữa hai đội Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên đã bắt đầu. Lúc này dẫn dắt cầu thủ Triều Tiên là huấn luyện viên người Na Uy Jørn Andersen. Jørn Andersen trước đây là một tuyển thủ Na Uy. Ông đã từng có một quá khứ cầu thủ lẫy lừng, thi đấu cho 3 đội bóng mạnh của Đức là Eintracht Frankfurt, Hamburg và Dinamo Dresden. Andersen trước đây cũng đã từng dẫn dắt các đội Mainz 05 của Đức, các Sua của Đức và Austria Salzburg của Áo. Pha lên bóng của cầu thủ Triều Tiên. So với cầu thủ Việt Nam thì đội Triều Tiên hơn hẳn về thể hình cũng như thể lực. Chúng ta cần phải rất cảnh giác với những tình huống cố định và bóng bổng. Đây là thời điểm mà về cơ bản đội tuyển Việt Nam triển khai lối chơi bóng ngắn. Cao thủ để có thể thực hiện tốt ý đồ của Vũ Thắng cần phải đá được nhiều nhịp, thi đấu tập trung với một nền tảng thể lực dồi dào để có thể di chuyển nhiều. Trận đấu đã khởi đầu khá sôi nổi. Đường chuyền cho Lê Công Vinh. Cách đây một năm khi Việt Nam gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở sân Mỹ Đình, Hà Nội, cầu thủ Việt Nam đã có bàn mở tỷ số từ cú đá chân trái rất đẹp của Mạc Hồng Quân. Trong thành phần đội Việt Nam lúc này thì đương nhiên Lê Công Vinh là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhất. Lê Công Vinh là thành viên duy nhất còn sót lại của thế hệ vô địch giải bóng đá Đông Nam Á năm 2008 thi đấu chính thức trong ngày hôm nay. Đường chuyền vào rất nguy hiểm. Sóng gió đã trôi qua. Pha bỏ bóng của Công Vinh rất tốt. Văn Thanh. Pha bóng rất hay của hậu vệ cánh trái Vũ Văn Thanh, cầu thủ trưởng thành từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Văn Thanh đi bóng dọc cánh trái và sau đó chủ động dứt điểm. Vừa rồi thật sự là một pha bóng rất đẹp mắt, một tình huống solo của Vũ Văn Thanh. Văn Thanh cũng chính là cầu thủ trẻ hay nhất của V-League 2016, một mùa giải mà cầu thủ trưởng thành từ Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal, JMC đã có tiến bộ vượt bậc. Nếu như ở bên cánh trái Văn Thanh là cầu thủ sẵn sàng dâng cao để bùng nổ, thì Đình Đồng ở cánh phải là người thường xuyên tập trung vào công việc phòng ngự và rất chắc bóng. Việt vị. Vừa rồi trợ lý trọng tài số 1 người Thái Lan Sitisuk Tirajit đã căng cờ báo Việt vị. Lúc này thì Nguyên Mạnh chính là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam. Trong một mùa giải mà Sông Lam Nghệ An của Nguyên Mạnh chơi không thành công thì thủ môn gốc Nghệ An vẫn chứng tỏ được rất nhiều. Đối với rất nhiều người thì bóng đá của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng có những nét bí ẩn, không khác gì đất nước Triều Tiên. Cho dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng về cơ bản thể thao Triều Tiên nói chung và bóng đá nói riêng vẫn phát triển tốt. Tại ASIAD gần đây nhất ở Incheon, Hàn Quốc năm 2014, bóng đá nam của Triều Tiên đã giành huy chương bạc. Trong khi đó bóng đá nữ đã đoạt chức vô địch. Ở 4 kỳ ASIAD gần đây nhất, bóng đá nữ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã vô địch 3 lần và một lần giành vị trí Á quân. Lại là một pha chuyền bổng. Cầu thủ đã treo bóng từ bên cánh phải vào là Kim Du Sông. Đội xuất phát của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày hôm nay gồm có số 1 thủ môn Ri Yong-jik, số 3 Jang Kuk Chon, số 18 Ri Yong-chon, số 4 Park Myung-song, số 6 Kang Kuk Chon, số 8 Kim Kuk Bom, số 9 Park Song Chon, số 11 Jong In Wan, số 26 Kim Du Song, số 27 Cho Du Song và số 24 là Park Kwang Ryong. Ở tuyến giữa đội Việt Nam lúc này có những cầu thủ thông minh, kỹ thuật rất tốt, hoàn toàn có thể có những pha chuyền bóng dọn cỗ cho Lê Công Vinh. kỹ thuật cơ bản cũng như lối chơi thông minh của Tuấn Anh và Xuân Trường là điều đã được kiểm chứng. Thi đấu phía dưới hai cầu thủ này là Ngô Hoàng Thịnh, cầu thủ có nhiệm vụ càn quét, vai trò của một tiền vệ trụ. Rất tốt, chuyền vào, pha cắt bóng kịp thời của cầu thủ Triều Tiên. Vừa rồi là pha xuống biên của Đinh Thanh Trung. Vào lúc này Thanh Trung và Văn Toàn đang là cặp tấn công biên của Nguyễn Hữu Thắng. Trên mảnh là ông Andersen, huấn luyện viên người Na Uy của Cộng hòa Dân chủ Dân Triều Tiên. Ông nhận nhiệm vụ từ tháng 5 năm nay. Hợp đồng của Andersen với bóng đá Triều Tiên sơ bộ lúc đầu chỉ là 8 tháng, tức là đến hết năm nay, sau đó mới xét tiếp. Nguyễn Hữu Thắng lúc này đang cố gắng xây dựng cho bóng đá Việt Nam một lối chơi bóng ngắn, đẹp mắt, phù hợp với thể lực và tầm vóc của người Việt Nam. Những năm qua chúng ta đã trải qua rất nhiều thế hệ huấn luyện viên. Tuy nhiên có thể thấy rằng cách chơi của Miura là không hợp lý. Một lối chơi đòi hỏi thể lực nhiều và thường xuyên có những pha chuyền dài, rất khó đá với thể trạng của người Việt Nam. Cho đến điểm này về cơ bản các cầu thủ Việt Nam đã cố gắng giữ được cự ly đội hình hợp lý. Các cầu thủ Triều Tiên mặc dù thể hình và thể lực tốt hơn nhưng không có được nhiều khoảng trống để chứng tỏ khả năng càn lướt. Ngay cả với những tình huống bóng bổng thì các cầu thủ Việt Nam cũng cố gắng kèm chặt đối phương ở biên để các cầu thủ áo trắng không dễ có thể ở tình huống thuận lợi chuyền vào trong cho đồng đội. Cần phải rất cảnh giác với tình huống phạt góc này. Một tình huống mà Lê Công Vinh đã lùi về và tham gia phòng ngự. Những năm gần đây khi thi đấu tại V-League thì Công Vinh thường xuyên chơi ở vị trí tiền vệ công, vị trí trung phong ở Hà Nội T&T cũng như Bình Dương luôn thuộc về các chân sút ngoại. Lê Công Vinh, vừa rồi là tình huống đột phá của Tuấn Anh. Ném biên cho cao thủ Triều Tiên. Trên hàng công của đội bóng đến từ Đông Bắc Á, cầu thủ mà chúng ta phải cảnh giác nhất là số 24 Park Kwang-ryong. Đây là cầu thủ đã từng thi đấu tại UEFA Champions League theo màu áo của Barren. Tiền đạo mang áo số 24 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Park Kwang-ryong hiện nay không còn chơi cho Barren, nhưng anh vẫn đang đá tại giải Thụy Sĩ cho câu lạc bộ Lô Gian. Lô Gian cũng là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống của Thụy Sĩ. Trong lần sang Việt Nam này, các cầu thủ Triều Tiên thiếu mất hai cầu thủ và loại hàng đầu của bóng đá Triều Tiên. Họ đều đang chơi bóng Nhật Bản và không thể trở về. Đó là Ri Yong-jik và An Byong-jun. Ri Yong-jik thi đấu cho Nagasaki, còn An Byong-jun đang chơi cho Kawasaki Frontale. Công Vinh vừa ngã trong vòng cấm. Lê Công Vinh cho rằng đã có lỗi của cầu thủ Triều Tiên. Thêm một tình huống mà trợ lý trọng tài căng cờ báo Việt Vĩ. Trên ảnh là tiền đạo số 24 Park Kwang-ryong, cầu thủ nổi tiếng nhất trên sân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chọc khe rất nguy hiểm. Tỷ số được mở cho các cầu thủ Triều Tiên. Một pha bóng mà hàng thủ đội Việt Nam đã phối hợp phòng ngự không tốt. Cầu thủ mở tỷ số chính là Park Kwang-ryong, người mà chúng tôi vừa cảnh báo chính là cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng công của Triều Tiên. Một pha chọc khe tốt và Park Kwang-ryong đã không bỏ lỡ cơ hội. Tình huống chạy chỗ và dứt điểm vô cùng hợp lý. Đó là một pha bóng mà các cầu thủ Việt Nam đã bao lót cho nhau không tốt. Tuyến 2 cũng để các cầu thủ Triều Tiên phá vỡ và đánh vỗ mặt vào hàng phòng ngự. Cầu thủ đang bị đau là Quế Ngọc Hải. Văn Thành. Cú đá bất ngờ từ xa. Đó là tình huống dứt điểm của Park Song-chon. Pha đi xuống biên rất nguy hiểm. Đôi bàn vừa rồi đi bóng xuống biên của Đình Đồng và có pha chuyển vào nguy hiểm. Đó là những tình huống mà chúng ta không nên để lặp lại. Với thể hình cũng như thể lực của Triều Tiên thì nếu họ đi bóng xuống góc như vừa rồi, đưa bóng trở lại thì sẽ có rất nhiều phương án dứt điểm. Văn Thành. Đội Việt Nam thay cầu thủ đầu tiên Quế Ngọc Hải bị đau và phải rời sân. Vào sân là Nguyễn Minh Tùng. Minh Tùng là cầu thủ đang thi đấu cho Than Quảng Ninh. Giống như Ngọc Hải, Minh Tùng có thể đá ở hai vị trí là trung vệ và hậu vệ biên. Đội tuyển Việt Nam đang bị dẫn bàn và đã thay một cầu thủ. Có thể nói chấn thương của Ngọc Hải là điều rất đáng tiếc. Quế Ngọc Hải là cầu thủ thi đấu bản lĩnh, to khỏe, có thể chống chọi tốt với các cầu Triều Tiên ở những tình huống bóng bổng. Tuy nhiên việc Ngọc Hải bị đau cũng là cơ hội dành cho Minh Tùng. Minh Tùng là cầu thủ cũng có thể hình rất tốt. Công Vinh, Thanh Trung, Xuân Trường, Đinh Thanh Trung. Thanh Trung đã chơi rất hay ở V-League 2016 trong màu áo QNK Quảng Nam. Bóng được truyền vào cho Lê Công Vinh. Hoàng Thịnh, Minh Tùng. Pha phạm lỗi của tiền vệ Park Song Chon. Các cầu thủ Triều Tiên vẫn đang nắm ưu thế. Đội bàn đã không thể bắt vô lê. Cầu thủ vừa rồi đã dứt điểm từ tuyến 2 là Kim Quốc Bom. Chúng ta xem lại cú đá chân trái của Kim Quốc Bom. Mặc dù khán giả đến sân ngày hôm nay đông, tuy nhiên những phút vừa qua không khí ở Sông Nhất chưa thật sự sôi động bởi vì các cầu thủ Việt Nam bị đối phương ép. Các cầu thủ Triều Tiên áp sát rất nhanh khiến cho tuyến 2 đội Việt Nam rất khó triển khai lối chơi. Công Vinh, pha xử lý của Văn Toàn. Một tình huống Văn Toàn đã di chuyển sang cánh trái. Chuyền vào rất tốt. Đó là một pha phối hợp bất ngờ và chính xác của các cầu thủ Việt Nam. Pha phạm lỗi. Một tình huống đánh chặn của Ngô Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh đã bị thất thế và sau đó đã phải túm áo đối phương. rất nhịp nhàng. Trận đấu vẫn tiếp tục. Có một cầu thủ Triều Tiên đang bị đau. Cầu thủ bị đau là tiền vệ Kim Cúc Bom. Trên ghế dự bị của đội Việt Nam ngày hôm nay có cao thủ Âu Văn Hoàn, Đinh Tiến Thành, Sầm Ngọc Đức, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương, Hoàng Đình Tùng, Nguyễn Công Phượng, Lê Văn Thắng, Trần Phi Sơn, Huỳnh Tuấn Linh, Võ Huy Toàn và cầu thủ mới vào sân thay người Nguyễn Minh Tùng. Minh Tùng vào sân thay cho Quế Ngọc Hải bị chấn thương. Bây giờ đến lượt các thủ Triều Tiên chuẩn bị thay người. Cầu thủ vào sân là số 2 Shim Hon Jin. Dưới sân là số 4 Park Myung Song. Như vậy đến lúc này mỗi bên đã thay một cầu thủ. Tình huống xử lý của cầu thủ mới vào sân thay người mang áo số 2 Shim Hon Jin. Trong quá khứ, bóng đá Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên đã từng một lần vô địch ASIAD, đó là vào năm 1978. Bên cạnh đó, cao thủ Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên từng 2 lần giành huy chương bạc bóng đá nam ASIAD. Xuân Trường, Đinh Thanh Trung. Cú đá chân trái quen thuộc của Đinh Thanh Trung. Thanh Trung là cầu thủ luôn có thể làm được điều đặc biệt với cái chân trái của mình. Đinh Thanh Trung là cầu thủ gốc Hà Tĩnh, trưởng thành từ đội Hòa Phát Hà Nội. Cầu thủ Triều Tiên đang chơi phòng ngự phản công khi mà đội Việt Nam nỗ lực dâng cao đội hình. Tình huống cho đúng điểm rơi của Trần Nguyên Mạnh. Đến lúc này có thể nói cầu thủ Việt Nam chưa thể có được những tình huống phù hợp như ý muốn. Đôi bàn to khỏe và rất chịu đeo bám. Tuấn Anh, Đinh Thanh Trung, Công Vinh bật tường cho Thanh Trung. Văn Thành, cao thủ Cộng hòa dân chủ Triều Tiên đang thực hiện một lối chơi rất kỷ luật, vì thế mà đưa lên đường gò được giữ rất tốt. Tính kỷ luật luôn là một điểm rất mạnh của thể thao Triều Tiên. Mặc dù trận đấu ngày hôm nay bóng lan lúc 18 giờ nhưng vào trưa này, các cầu thủ Triều Tiên vẫn tập luyện ở sân Thống Nhất và họ vẫn tập luyện rất nghiêm túc. Xuân Trường, Công Vinh, rất đáng tiếc. Công Vinh đã dứt điểm thay vì chuyển sang bên phải, có một đồng đội di chuyển thoáng. Lê Công Vinh là cầu thủ đang giữ nhiều kỷ lục của bóng đá Việt Nam. Chúng ta đang chứng kiến hình ảnh sôi động, rất đáng quý của các cổ động viên trẻ tuổi trên sân Thống Nhất. Hoàng Thịnh, Công Vinh. Công Vinh khi có bóng luôn bị theo sát bởi hai cầu thủ áo trắng. Đinh Thanh Trung, Văn Thành, Văn Toàn. Chúng ta xem lại tình huống đi bóng và dứt điểm của Văn Toàn. Vâng, Văn Toàn chứ không phải là Công Vinh. Văn Toàn chứ không phải là Công Vinh các bạn ạ. Văn Toàn vừa rồi đã rất cố gắng hoạt động. Vị trí cứng của Văn Toàn ngày hôm nay là tấn công bên cánh phải. Tuy nhiên anh di chuyển rất nhiều, thậm chí sang cả cánh trái. Phút thứ 32 hiệp 1 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên. Cầu thủ đã mở tỷ số là cây làm bàn Park Quang Ryong. Có một điều rất đáng chú ý với thể thao Triều Tiên, đó là rất nhiều bài tập cũng như khởi động là những màn trình diễn mang màu sắc của những người lính thay vì màu sắc thể thao. Dứt điểm quá đẹp trận đấu được sẵn sàng đều. Một pha xử lý tinh tế đưa bóng về góc xa. Bàn thắng bất ngờ. Một pha sửa lòng rất nhanh. Đây cảm giác là rất chính xác. Bây giờ các cổ động viên mới có dịp ban mừng. Lê Công Vinh là người đóng vai trò kiến tạo. Tuấn Anh đã xử lý trong phạm vi hẹp rất tốt. Một pha xử lý đã nói lên đầy đủ tài năng của Tuấn Anh. Kỹ thuật cơ bản rất tốt, xử lý rất khéo léo và quan sát nhanh. Trận đấu đã trở lại vạch xuất phát. Nếu như cái này một năm ở sân Mỹ Đình đội Việt Nam mở tỷ số, sau đó các đội Triều Tiên gỡ hòa, thì ngày hôm nay bàn thắng đã đến với cao thủ Triều Tiên trước. Vừa rồi Tuấn Anh đã bất ngờ gỡ hòa với pha xử lý rất hay. Chắc chắn là sau bàn gỡ hòa 1-1 của Tuấn Anh, các cầu thủ Triều Tiên lại phải chủ động dâng cao đội hình. Đinh Thanh Trung. Nếu như Thanh Trung thường xuyên bám biên thì ở cánh đối diện Văn Toàn lại hoạt động rộng. Lê Công Vinh. Ở những phút vừa qua, trong nhiều thời điểm Văn Toàn đã xâm nhập vào trong, đá như một tiền đạo thứ hai bên cạnh Công Vinh. Văn Thành. Văn Thành là cầu thủ gốc Hải Dương, được tuyển chọn và đào tạo ở Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal, JMC. Cầu thủ đã bị đau là Kim Du Sông. Có thể nói đã lâu khán giả thành phố Hồ Chí Minh mới lại chứng kiến đội tuyển thi đấu, một đội tuyển đầy khát vọng, có sức bật, và vì thế khán giả ngày hôm nay hào hứng đến sân rất đông. Giải vô địch quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên bắt đầu có từ năm 1972. Cho đến bây giờ, đội bóng vô địch Triều Tiên nhiều lần nhất là câu lạc bộ 25 tháng 4, vô địch đến 15 lần. Từng có 6 đội bóng vô địch Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên. Đội bóng vô địch giải bóng đá Triều Tiên năm 2016 là 23 Sport Club. Xuân Trường, Thanh Trung. Văn Thành. Không được. Cầu thủ Việt Nam bắt đầu tạo ra những khó khăn cho Cộng hòa dân chủ Triều Tiên. Đây là điều rất dễ hiểu bởi vì đội tuyển Việt Nam mới tập trung và đây mới là trận đấu đầu tiên. Có thể sau từng đường bóng mới có thêm sự ăn dơ và vỡ vạc. Trong nhiều năm qua với bóng đá Cộng hòa dân chủ Triều Tiên thì cái tên được nhiều người biết đến nhất là Jong Tae-se. Cầu thủ đã nổi tiếng với những giọt nước mắt khi quốc ca Triều Tiên cất lên tại World Cup 2010 ở Nam Phi. Trong nhiều năm qua thì những cầu thủ tài năng của Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên vẫn có thể ra nước ngoài thi đấu. Cho đến điểm này, nhìn chung các thủ Việt Nam đã hạn chế tốt những pha xuống biên của đội bạn. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam hiện nay Nguyễn Đức Thắng là người rất thích phong cách bóng đá Đức. Hiện nay giám đốc kỹ thuật của VFF cũng là một người Đức, ông Jürgen Gider. Đội Việt Nam cũng có một huấn luyện viên thể lực người Đức, đó là Martin Foken. Văn Thành. Công Vinh rất nỗ lực. Đình Đông. Văn Thành. Rất tốt. Cầu thủ Việt Nam càng chơi càng nhuần nhuyễn và tự tin. Đó là những tình huống mà khán giả cũng như huấn luyện viên Thắng chờ đợi. Sẽ rất không hợp lý nếu như đội Việt Nam chơi theo kiểu bóng dài để tận dụng khả năng đua tốc độ. Phút thứ 42 hiệp 1 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 1-1. Cầu thủ mở tỷ số cho đội Triều Tiên là Park Quang Ryong, người đã từng thi đấu tại UEFA Champions League trong màu áo Barren của Thụy Sĩ. Tuấn Anh là cầu thủ gỡ hòa 1-1 cho đội Việt Nam với một tình huống xử lý rất hay trong phạm vi hẹp. Chúng ta đang theo dõi trận đấu giữa đội Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên trên kênh truyền thông đa nền tảng của VFF. Buổi tường thuật do công ty Next Media phối hợp với Điều Nói Việt Nam thực hiện. Lúc này Đình Luật và Minh Tùng đang là bộ đôi trung vệ của đội Việt Nam. Cả hai đều có chiều cao rất tốt. Đình Luật năm nay đã 33 tuổi. Park Song-chon. Không được. Một tình huống chủ động bật nhảy có điểm rơi. Đây là pha bóng mà chúng ta đã biết trước. Tuy nhiên cũng không dễ để có thể ngăn cản. Minh Tùng và phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi của Jong In Wan. Cao thủ Việt Nam đã cố gắng phát huy sự khéo léo và nhịp nhàng trong những pha phối hợp. Đình Đông rất đáng tiếc, pha đỡ bóng không gọn gàng của Lê Công Vinh. Ta vừa xem lại tình huống đỡ bóng không tốt của Công Vinh. Lê Công Vinh là cầu thủ trưởng thành chủ yếu bởi sự khổ luyện và nghị lực. Công Vinh là mẫu cầu thủ rất khác với Văn Quyến. Văn Toàn. Và phạm lỗi. Thẻ vàng dành cho cầu thủ Triều Tiên. Vừa rồi là chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ vào sân hai người Sim Hon Jin. Những phút cuối một, cao thủ Triều Tiên dường như bị lúng túng trước cách chơi kỹ thuật và gắn bó của đội Việt Nam. Thế đâu? Không vào. Hết sức đáng tiếc. Suýt nữa tỷ số trận đấu được nâng lên 2-1. Ta xem lại tình huống suýt ghi bàn của đội Việt Nam. Ngay sau đó là một pha phản công nguy hiểm của Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên. Và như vậy là trọng tài chính người Thái Lan, ông Pesuri Mongolchan đã nổi còi khép lại hiệp 1 trận giao hữu giữa đội Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên. Kết hiệp 1 tỷ số tạm thời là 1-1. Trong hiệp 1, đội Việt Nam đã chơi tốt dần ở đầu trận khi mà toàn đội chưa ổn định. thì Triều Tiên đã ghi bàn do công của cầu thủ nổi tiếng Park Hang Ryong. Sau đó cầu thủ Việt Nam có điều chỉnh và đã chơi tốt hơn. Từ đường truyền của Lê Công Vinh, Tuấn Anh đã xoay sở rất tốt và hạ gục thủ môn Ri Yong-jik với một pha bóng đẳng cấp. Những phút cuối hiệp 1, đội Việt Nam chơi tốt hơn so với Triều Tiên và đã bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 ở một tình huống rất đáng tiếc. Đội bóng họ dân chủ như Triều Tiên có sở hữu cầu thủ số 13 Kim Jo Song vào sân thay cho cầu thủ số 26 Kim Ju Song. Substitution for DPL Korea. Player number 26 Kim Ju Song replaced by player number 19 So Yong Ho. Chúng ta cùng trở lại với sân đấu thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt hiệp 2, trận đấu giao hữu giữa hai đội Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Hiệp 2 đã bắt đầu. Trong hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam bảo vệ cầu môn bên trái và nhỏ của bạn. Ở đầu hiệp 2, các cầu thủ Triều Tiên tiếp tục thay người. Rời sân là số 26 Kim Du Sông. Vào sân là số 13 Kim Nhốc Sông. Như vậy đến lúc này Việt Nam đã thay một cầu thủ, còn Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên đã thay hai người. Trong hiệp 1 bên phía đội Việt Nam, Quế Ngọc Hải bị đau phải rời sân, nhường chỗ cho Minh Tùng, cầu thủ của Thảo Ninh. Đường truyền vào rất tốt. Bóng được truyền vào cho Lê Công Vinh. Trong nửa cuối hiệp 1 thì cả đội Việt Nam đều đã chơi tốt. Ở hiệp 1, hai mũi tấn công biên là Thanh Trung và Văn Toàn đều đã rất nỗ lực hoạt động và hiệu quả. Đinh Thanh Trung sẽ đá phạt góc. Tình huống phối hợp Thanh Trung. Ném biên cho đội Việt Nam. Trên sân lúc này về cơ bản đội Việt Nam vẫn thi đấu với số chiến thuật 4-1-4-1. Ngô Hoàng Thịnh là cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ, tiền vệ đá thấp nhất. Mũi nhọn vẫn là Lê Công Vinh. Trong hiệp 1 của trận đấu không ít thời điểm Văn Toàn được kéo vào trong gần như là cặp tiền đạo với Công Vinh. Tình huống bắt bóng an toàn của thủ môn Nguyên Mạnh. Trong hiệp 1 của trận đấu trên hàng tiền đạo của Triều Tiên, người nguy hiểm nhất vẫn là Park Hang Ryong, cầu thủ đã từng thi đấu tại UEFA Champions League cho Basel của Thụy Sĩ. Chúng ta vừa xem lại tình huống căng ngang hơi sâu của cầu thủ Triều Tiên. và đá phạt dành cho các thủ Việt Nam. Đứng trước bóng là Đinh Thanh Trung và Xuân Trường. Thanh Trung, Xuân Trường, Thanh Trung, Xuân Trường, và phạm lỗi. Xuân Trường lúc này đã khoác áo câu lạc bộ Incheon của Hàn Quốc. Vào cuối năm nay, Xuân Trường cùng với Tuấn Anh và Công Phượng cũng như Vũ Văn Thanh và một số tài năng khác sẽ lại khoác áo U21 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên. Tình huống sóng gió. U21 Hoàng Anh Gia Lai với những cầu thủ tài năng như Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh đá 2 năm liên tiếp vô địch giải U21 quốc tế báo Thanh Niên. Năm nay giải U21 quốc tế được tổ chức muộn sau cả giải bóng đá Đông Nam Á. Chân cầu thủ số 18 Ri Yong-jun. Công Vinh băng vào đúng tầm dứt điểm và đã ghi bàn thắng rất quan trọng. Việc bị dẫn bàn, lúc này đội Việt Nam đã vượt lên dẫn 2-1. Rất ăn ý. Và bóng rất hay của cao thủ Triều Tiên. Đây là một pha ghi bàn của cây làm bàn Park Hwan Ryong. Khi mà chúng ta mới chỉ nhận thấy cao thủ Triều Tiên nguy hiểm ở những pha bóng dài và bồng thì họ đã có một pha phối hợp rất hay. Một tình huống gẩy gót đã khiến cho hàng thủ đội Việt Nam bị ngỡ ngàng. Pha bóng rất hay. Thêm một lần cây làm bàn Park Hwan Ryong có cơ hội đối mặt với Nguyên Mạnh và anh đã không bỏ lỡ. Vẫn là một cú đá khẽ nhưng đủ lực và rất chính xác lạnh lùng của Park Hwan Ryong. Thành Lương sẽ vào sân. Toàn đội Việt Nam về cơ bản đang chơi đúng ý đồ của Nguyễn Sáng. rất nguy hiểm. Xuân Trường, Tuấn Anh, có thể khi vào sân Thành Lương sẽ tạo ra những sự lắt léo trong lối chơi, và đó là điều mà các cầu thủ Triều Tiên thường rất ngán ngại. Đình Đồng, cầu thủ Việt Nam cần phải chơi gần nhau hơn trong hiệp 2 khi mà đội Việt Nam xuống sức, thì nếu để lô quả trống sẽ rất nguy hiểm. Công Vinh, đường truyền của Xuân Trường, Tuấn Anh, Thành Lương vào sân, rời sân là Đinh Thanh Trung. Thanh Trung nhìn Trung đã chơi tốt trước khi rời sân. Chắc chắn khi vào sân Thành Lương sẽ thiếu một vị trí dẫn động viên. Phạm Lương vào sân 2 số 28. Trọng tài đã thổi phạt an toàn. Một điều rất dễ thấy ở các vận động viên của Triều Tiên, đó là các đội bóng luôn có một kiểu tóc rất giống nhau. Điều này nói lên tính kỷ luật và sức mạnh tập thể của các vận động viên Triều Tiên. Thành Lương mới đây đã thêm một lần vô địch V-League cùng Hà Nội T&T. Tuy nhiên T&T đã không thể giành cú đúp bởi vì đã bị thua Thảo Ninh ở chung kết. Câu lạc bộ Hà Nội T&T đã 3 lần vô địch V-League nhưng chưa một lần giành cúp quốc gia. Cầu thủ đang bị đau là Jong In Wan. Cho đến điểm này thì về cơ bản sân Thống Nhất đã gần kín khán giả. Có thể nói năm 2016 là một năm rất vui với bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã vô địch quốc gia và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã giành quyền lên hạng. Bên cạnh đó thì đội bóng Hà Nội chuyển giao vào Sài Gòn cũng đã chơi tốt tại V-League. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ trung bình thấp. Với nhịp điệu thế này thì đây là thuận lợi dành cho các cầu thủ Việt Nam. Pha đột phá. Trận đấu vẫn tiếp tục. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là 2-2. Các cầu thủ Việt Nam đang cố gắng chơi phòng ngự phản công. Rất tốt. Pha xử lý của Xuân Trường. Trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Vừa rồi là tình huống căng cờ của trợ lý số 2 Phi Mai Trang Aduvat. Đường chuyền vào của Đình Đông. Đình Đông, Văn Toàn, vẫn là Văn Toàn, cơ hội Thành Lương, dứt điểm, rất đáng tiếc. Thêm một pha sóng gió trên khu môn của thủ môn đội trưởng Ri Yong-jik. Thành Lương vào sân thay Thanh Trung và lúc này cũng thay Thanh Trung đá phạt góc ở bên cánh phải. Không vào. Rất có duyên ghi bàn và tấn công rất tốt. Đường chuyền rất đúng tầm. Văn Thanh băng lên đỡ bóng bằng ngực hợp lý và xử lý rất đẳng cấp. Lương Xuân Trường là người đã có pha chuyền bóng, có thể nói đường chuyền mang đúng dấu ấn của Xuân Trường. Động tác ghi bàn thả lỏng, nhẹ nhàng và đầy tinh tế của Văn Thanh. Đó là bàn thắng làm chúng ta nhớ lại pha ghi bàn của Mario Weitzer của đội Đức khi vào lưới Argentina tại chung kết World Cup 2014. Một pha khống chế bóng kỹ thuật với thăng bằng rất tốt. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Văn Thanh thực sự là một pha phối hợp quá đẹp giữa hai cầu thủ cùng trưởng thành từ Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMC. Theo quan sát của chúng tôi thì cả hai bên đều chuẩn bị thay người. Văn Quyết sẽ vào sân. Đây sẽ là tình huống đá phạt rất nguy hiểm dành cho cao thủ Triều Tiên. Cả hai bên đều thay người. Văn Quyết vào sân thay cho Công Vinh. Người sân đầu tiên là số 27 Cho Du Sông. Giờ sân tiếp theo là số 17 Myung Cha Hyun. Myung Cha Hyun vào sân thay cho cầu thủ Jong In Wan. Đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có sự hỗ trợ của cầu thủ số 13 Kim Hong Jo vào sân thay cho cầu thủ số 27 Cho Ju Song. Bóng được sạc ngang. Cầu thủ số 17 Jong Cha Jo vào sân thay cho cầu thủ số 27. Sóng gió đã trôi qua. Và bóng có sự có mặt của cầu thủ vào sân thay người Myung Cha Hyun. Chúng ta xem lại pha đá phạt trúng sà ngang. Đội Việt Nam có sự hỗ trợ cầu thủ số 10 Nguyễn Văn Quyết vào sân thay cho cầu thủ số 9 Lê Công Vinh. Substitution from Vietnam. Player number 9 Lê Công Vinh replaced by player number 10 Nguyễn Văn Quyết. Rất bổng. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi rất tập trung trước những tình huống bóng bổng đua thể lực của các cầu thủ Triều Tiên. Sau khi vào sân, Thành Lương thay Công Vinh đeo băng đội trưởng của đội Việt Nam. Với bàn thắng ở ngày hôm nay thì Lê Công Vinh đã có 47 bàn thắng trong báo báo đội tuyển Việt Nam. Đó lại là một kỷ lục nữa của bóng đá Việt Nam. Trước trận đấu này, Lê Công Vinh vừa là kỷ lục cao về số bàn thắng, lại vừa giữ kỷ lục về số đấu hóa của Việt Nam. Và hôm nay thì Công Vinh đã phá kỷ lục của chính mình. Có trận đấu thứ 76 hóa đội tuyển Việt Nam và có bàn thắng thứ 47. Hiệu suất ghi bàn rất cao. Đội Việt Nam tiếp tục thay người. Công Phượng vào sân. Cầu thủ số 16 Nguyễn Công cho bộ số 19 Nguyễn Tuấn Anh. Công Phượng vào sân thay cho Tuấn Anh. Công Phượng là cầu thủ đã trở về tập trung muộn. Khi vào sân chắc chắn Công Phượng sẽ là người đá cao nhất trên hàng công của đội Việt Nam. Trước khi rời sân Tuấn Anh đã chơi tốt. Tuấn Anh chính là người gỡ hòa 1-0 cho đội Việt Nam với một pha xoay sở rất tốt trong phạm vi hẹp. Tiếp đó là một cú ra chân đẳng cấp. Chơi của đội Đức thắng thì khi gần đội Việt Nam có thể đá theo kiểu sử dụng tiền đạo ảo. Đó là cách để mà chúng ta khỏa lấp được phần nào việc tại V-League. Các tiền đạo hầu như là những người nước ngoài. Cho đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đã thay 4 cầu thủ. Ở trận đấu ngày hôm nay, mỗi bên được thay 6 người. Đá rất mạnh nhưng bóng đi không chính xác. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của Kim Cúc Bông. Theo quan sát của chúng tôi thì Âu Văn Hoàn sẽ vào sân. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với tỷ số 3-2. Pha phạm lỗi. Cả hai bên đều thay người. Vào sân bên phía Triều Tiên là số 23. Cầu thủ vào sân là Kim Yu Song. Văn Hoàn vào sân thay cho Đình Đồng. Đội Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ số 2. Hai cầu thủ gốc Nghệ An sẽ thay nhau thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Substitution for Vietnam. Player number 13, Trần Đình Đồng, replaced by player number 2, Âu Văn Hoàng. Đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 23 Kim Yu Song đã vào sân thay cho tiền vệ số 8 Kim Quốc Bông. Substitution for DPR Korea. Player number 8 Kim Kokbum replaced by player number 23 Kim Yu-sung. cầu thủ Việt Nam vẫn đang rất cố gắng để không bị đối phương kéo dán đội hình. Rất nhịp nhàng, phép lợi thế cho các cầu thủ Triều Tiên. Đường chuyền lên hết sức nguy hiểm. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của Myung Jae Hyun. Khu thứ 76 của trận đấu, tỷ số đang là 3-2 nghiêng về các cầu thủ Việt Nam. 3 bàn thắng của đội Việt Nam được ghi do công của Tuấn Anh, Công Vinh và Vũ Văn Thanh. Hậu vệ cánh trái Văn Thanh đã nâng tỷ số lên 3-2 với bàn thắng rất đẹp. Nhận đường chuyền từ Xuân Trường, Văn Thanh dùng ngược đỡ bóng và dứt điểm rất kỹ thuật. Trong trận đấu ngày hôm nay, Lê Công Vinh ghi một bàn và đóng góp một đường chuyền, pha chuyền bóng để Tuấn Anh san bằng tỷ số 1-1. Đến lúc này, cả hai bàn thắng của Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên đều do công của Park Quang Ryong. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là sang Việt Nam lần này, các cầu thủ Triều Tiên đã không thể có đội hình mạnh nhất. Họ vắng hai cầu thủ rất hay là Ri Yong-jik và An Byong-jun. Không được, đường chuyền không chính xác. Đội Việt Nam đến lúc này đã thay 5 cầu thủ trong 6 người được phép. Cho đến điểm này, các cầu thủ Triều Tiên đã thay 4 người. Trong quá khứ, tại các giải bóng đá châu Á Asian Cup, bóng đá Triều Tiên có thành tích tốt nhất là lọt vào vòng bán kết, đó là vào năm 1980. Đội tuyển Việt Nam thay cầu thủ cuối cùng vào sân là Trọng Hoàng. Trọng Hoàng vào sân thay cho Văn Hoàng. trên sân thống nhất vừa rồi đã xuất hiện những làn sóng người của các cổ động viên. Điều chuyền của Trọng Hoàng. Thành Lương. Chân trái đúng là chân thuận của Thành Lương. Thành Lương là cầu thủ cũng đã xuất hiện từ khi mà đội Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2008. Vào thời điểm Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2008, Thành Lương là một trong cầu thủ trẻ nhất của huấn luyện viên Calisto. Văn Thành. Pha bóng nỗ lực của Trọng Hoàng. Trọng Hoàng đã phạm lỗi. Trọng tài đã rút thẻ vàng dành cho Trọng Hoàng. Tình huống vào bóng nguy hiểm. Cho đến điểm này mỗi bên đã có một cầu thủ phải nhận thẻ vàng. Rất nguy hiểm. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang dẫn với tỷ số 3-2 và ở sân thống nhất lại xuất hiện những làn sóng người. Cầu thủ dưới sân là số 10. Xin lỗi các bạn, người vào sân là số 10 Du Sông Chôn. Dưới sân là số 9 Park Sông Chôn. Đây là thời điểm mà trong thành phần của Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên, đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Triều Tiên là câu lạc bộ 25 tháng 4 đóng góp chỉ 2 cầu thủ. Trước đây câu lạc bộ 25 tháng 4 luôn đóng góp rất nhiều cho đội tuyển Triều Tiên. Và đột phá rất nỗ lực. Chúng ta vừa xem lại pha đi bóng của Công Phượng. Tầm tay thủ môn, tuy nhiên ngay sau đó đã rớt xuống và đi vào lưới. Chưa bao giờ thắng được Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên. Một số cầu thủ Triều Tiên vừa rồi đã không giữ được bình tĩnh. Thời gian của trận đấu còn rất ít. Thành Lương phạt góc cho cầu thủ Việt Nam. Ngô Hoàng Thịnh. Không kịp. Trước khi trận đấu mà chúng ta đang chuẩn bị diễn ra thì ông Andersen, huấn luyện viên trưởng người Na Uy của đội Triều Tiên đã nói rằng ông không hiểu nhiều về bóng đá Việt Nam. Đến lúc này thì có lẽ Andersen cũng đã bất ngờ trước cách chơi và những bàn thắng ấn tượng của các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng thêm một lần cú đá đầy cảm giác của Lương Xuân Trường. Huấn luyện viên người Na Uy của Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên, ông Andersen, năm nay 53 tuổi. Ông từng 27 lần thi đấu cho tuyển Na Uy trong khoảng thời gian từ năm 1985 đến 1990. Tuy nhiên đó là quãng thời gian bóng đá Na Uy chưa được dự giải đấu lớn nào. Na Uy đến năm 1994 mới lần đầu dự một giải đấu lớn khi họ vượt qua Anh ở vòng loại World Cup và góp mặt tại nước Mỹ vào mùa hè năm 1994. pha cản phá kịp thời. Phút thứ 90 của trận đấu, các thủ Việt Nam vẫn đang dẫn 4-2. Hiệp 2 của trận đấu có 4 phút bù giờ. Và đã có chính xác của Nguyên Mạnh. Là cầu thủ sút xa rất tốt. Các cầu thủ Triều Tiên vẫn đang cố gắng dâng cao đội hình. Tuy nhiên đến lúc này họ đã chơi không còn đường nét. Với hai bàn cách biệt thì các cầu thủ Việt Nam nắm giữ quá nhiều lợi thế. Pha cản phá rất tốt. Các cầu thủ Việt Nam vẫn đang nỗ lực bịt kín đường vào cầu môn của Nguyên Mạnh. Pha phản công. Tình huống 4-4. Chuyền bóng Thành Lương. Quá đẹp mắt. Tỷ số trận đấu được nâng lên 5-2. Có thể hôm nay là một ngày mãn nhãn của khán giả trên sân và tất cả khán giả theo dõi trận đấu qua truyền hình. Không ai có thể ngờ đội tuyển Việt Nam lại giành thắng đỡ đẫm như vậy trước đội bóng đến từ Đông Bắc Á nổi tiếng Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên. Pha xử lý rất bình tĩnh của Văn Quyết. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vượt qua cao thủ Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên. Một chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-2. Đây là một trận đấu mà toàn đội đã chơi nỗ lực, một trận đấu rất hay. 5 bàn thắng của đội Việt Nam được ghi do công của Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Trường, Công Vinh và Thành Lương. Thành Lương là người định thắng lợi 5-2 cho Việt Nam. Cả hai bàn thắng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân đều do công của cầu thủ từng thi đấu tại UEFA Champions League, Park Quang Ryong. Rất nhiều người bất ngờ với những gì đội Việt Nam đang thể hiện, và đây thực sự là một tin rất vui, một trận đấu thuyết phục trong quá trình chuẩn bị cho giải bóng đá Đông Nam Á diễn ra vào tháng 11 tới. Các bạn thân mến, buổi tập trận đấu giữa đội Việt Nam và Triều Tiên được thực hiện trên kênh truyền thông đa nền tảng của VF với sự phối hợp giữa Next Media và VF đến hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.